Chào mừng quý vị đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sau thất bại ở vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2020 diễn ra vào tháng 7 qua, các cầu thủ trẻ U17 Long An hiện đang có nhiều ưu thế ở bảng D sau lượt trận thứ tư ở vòng loại giải bóng đá U17 cúp quốc gia 2020 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. U17 Long An tham dự giải bóng đá U17 cúp quốc gia 2020 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trẻ Lương Quốc Bảo. Vào đầu tháng 11/2020, Quốc Bảo đã được đề bạt giữ chức huấn luyện viên trưởng U17 Long An thi đấu tại vòng loại U17 cúp quốc gia 2020. Thầy trò huấn luyện viên Lương Quốc Bảo nằm ở bảng D cùng với 3 đội U17 Sài Gòn, U17 Thành phố Hồ Chí Minh và U17 An Giang. Các trận đấu ở bảng D đã được diễn ra từ ngày 6/11/2020 tại sân vận động quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, giải bóng đá U17 cúp quốc gia 2020 có 16 đội tham gia, được chia thành 4 bảng đấu. Tại vòng loại, các đội sẽ đá vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng chung kết. Và mục tiêu của đội bóng em không gì khác là giành trong một trong hai thứ hạng đầu để đi vòng chung kết. Và lực lượng của đội U17 Long An của em so với các đội và chung bảng đấu thì là tương đương nhau. Đội nào cố gắng nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Đội em sẽ cố gắng nhất có thể để đẩy giá đi vào chung kết. Tham dự giải đấu năm nay, đội bóng U17 Long An đăng ký danh sách gồm 30 cầu thủ. Trong đó có đến 9 cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình chính U19 Long An như Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Quốc Độc, Phạm Đức Tâm, Trần Anh Khoa, Nguyễn Lâm Gia Bảo, Nguyễn Quốc Trung, Lê Nhật Nghĩ, Nguyễn Phúc Phân Anh và Nguyễn Công Tuyển. Đáng chú ý trong đội hình là đội trưởng Nguyễn Quốc Lộc, cầu thủ màn áo số 7. Vừa qua anh đã được ban huấn luyện tin tưởng đôn lên đội 1 của câu lạc bộ Long An trong khoảng thời gian giữa mùa giải hạng nhất 2020. Ngoài ra thủ môn Hồ Hoàng Nhân cũng được huấn luyện viên Châu Cê gọi lên tập trung đội tuyển U17 quốc gia mới đây. Với những gương mặt đã gắn bó qua nhiều giải đấu, các cầu thủ U17 Long An đến với giải đấu này đã không khiến ban huấn luyện cũng như người hâm mộ thất vọng. Qua 4 trận đấu, các cầu thủ Long An đã ghi được 10 bàn thắng vào lưới đối phương. Trần Anh Khoa, Nguyễn Lâm Gia Bảo, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Phúc Vân Anh phối hợp ăn ý và có rất nhiều tình huống gây áp đảo cho khung thành của đội bạn. Nên nếu biết chắc chiêu các cơ hội có được, các chân sút trẻ của Long An có thể đã ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Thật ra thì hiện giờ là các em đang hưng phấn và mong rằng coi như là các em chiến thắng trong vòng bảng này, các em coi như là chiến thắng để các em được coi như là đá vòng chung kết, để coi như miền Tây mình có một cái gì đó để khởi sắc. Chỉ mong muốn được vậy thôi. Và tôi hy vọng là sẽ được. Về mặt bằng chung thì cầu thủ trẻ thì dường như là ai cũng như ai thôi. Nhưng mà theo em nghĩ thì đội Long An thì nhỉnh hơn các đội khác. Nhỉnh hơn các đội khác về độ tuổi, về tinh thần. Em nghĩ đội sẽ thi đấu tốt giải U17 năm nay. Sau 4 lượt trận U17 Long An với 2 trận thắng và 2 hòa, hiện đang có 8 điểm và tạm thời đứng đầu bảng D, hơn đội xếp thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh 3 điểm. Hai đội Sài Gòn và An Giang lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Hiện đội bóng trẻ của Long An đang tràn trề hy vọng giành chiếc vé trực tiếp vào vòng chung kết. Đây là thành tích đáng khích lệ với thầy và trò huấn luyện viên Lương Quốc Bảo. Dù vẫn còn 2 trận đấu nữa mới khép lại vòng bảng, nhưng với những gì đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua, cánh cửa vào vòng chung kết ngày càng gần với đội U17 Long An. Ban huấn luyện và người hâm mộ Long An đang rất kỳ vọng lứa cầu thủ trẻ này sẽ làm nên chuyện để đưa bóng đá Long An trở lại đỉnh cao như tài em và các đồng đội đã từng làm cách đây 15 năm. Nói chung là các em còn trẻ rất là ham học hỏi, tập luyện rất là say mê, nghe là ban huấn luyện chỉ bảo ha. Đúng rồi, đây là những cầu thủ trẻ là nền tảng của câu lạc bộ ha. Và nếu mà đi đúng hướng và đúng chương trình đào tạo thì vài năm nữa sẽ là lứa chủ chốt trên đội 1, tiếp nối cho các thế hệ tân anh của tỉnh nhà. Vào chiều nay 16 tháng 11, U17 Long An sẽ có trận lượt về gặp lại Sài Gòn. Trước đó Long An đã có chiến thắng 3-1 trước U17 Sài Gòn ở lượt đi. Vì thế không khó để các cầu thủ Long An tự tin giành 3 điểm trước Sài Gòn trong trận tái đấu này. Chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu này, Long An hiển nhiên sẽ giành vé vào vòng chung kết, bất chấp còn một trận đấu cuối gặp U17 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 11/2020 tới.